người thiên nhiên ẩm thực văn hóa bao miền. Ở vòng vòng nó có chỗ nào bán cá không ta? Không, bây giờ có chỗ bẻ cà na này được lắm. Bây giờ tôi chỉ qua bên đó rồi bẻ rồi có cá luôn. Cà na với cá luôn hả? Được, qua luôn. Cái đó thì nó không có đâm giò. Không có đâm giò. Mà leo lặng quạng nó té rớt xuống đất lắc thôi chứ không sao. Chẳng hơn những lời nói gì nghe sợ vậy? Cơ sở chiếu thanh bình đợi gì mà không vô nữa em. Thời tới rồi. Chị nhớ em không? Hỏi tự lắm, nhớ em không? Gặp như là gặp lại mẹ hiền vậy đó. Cô. Cô tới qua đây với con xíu cô ấy, con khang tiếng quá. Cái khâu nào mà còn thiếu người á, Tư, cho tụi con vô làm việc. Thí dụ như con làm trải nghiệm được chứ, còn ở đây công nhân ở đây nó làm cái nghề này con đâu có làm. Tức là con làm cho làm để quay hình để trải nghiệm chứ không trả lương. Nhưng mà bọn con tham gia chương trình này là bọn con phải đi mưu sinh kiếm không, tiền kiểu như không? Lấy lương cho có để cho mình có cái đồng tiền để là động lực á, Tư. Ừ nha, làm được á thì là không được quýnh 5 cây rồi. Nhưng mà nếu trả tiền trả sao nè, nói cho con bé nó có động lực, cứ từng tiếng trả 200-300 ngàn đại kể ha. Cái gì cười quá vậy? Đấy. Là đồng ý lắm, cười là đồng ý. Chưa nhiều. Trả 5 ngàn. Hả? 5 ngàn đô sao? Nói lương cao dữ ha. Tư trả nhiêu cũng được, không thương lượng về cái tiền nữa. Ừ. Ok ha. Ừ. Vậy con đi làm nha. Ừ. Nha. Ừ. Ừ, cái vui coi. Ở đó. Ừ. Hay quá, Tư mãi đỉnh. Kiếm chỗ gửi thôi. Để đây. Để đây đi. Đủ rồi cô ơi, có lại vậy con có mốt một người à. Cái này giống cái đúng nhiều đúng kia đó. Nó đó, nó đó. Tại mày thấy ý gan, tại hôm nay con hơi te tua, nhịn ra hơi y gan à. Huy Khánh, Huy Khánh. Ừ, trời vậy sao? Ra ngoài đẹp trai hơn trong dưỡng thần như vậy. Uống miếng nước rồi về ha. Có nước thêm nữa. Trong cái bình còn nước không? Mở bình đang đổ cho miếng nước. Bớt rồi đó. Nghĩ trong đúng nha, con già được không mà nó bèo. Con, cô ngồi chơi giữ con cái thùng này quý nha cô. Ừ. Mới nổi cái đống dây hiền không vậy. Chị hồi mấy giờ chị nghỉ vậy? Chào mấy huynh. Chào chị. Chị có coi phim em không? Đó, thấy mấy chị, mấy cô giác chiếu chưa? Nhắm giác nổi không? Anh làm được không? Trời ơi. Chào mọi người. Chỗ năm xưa nè, chỗ năm xưa nè. Chị tên gì? Chị Dân. Chị Dân chỉ cho bé nó treo lên. Vũ thọc thay vô, Vũ. Hỏi chưa rồi Vũ tùm bậy bạ nữa. Ra đây. Vũ cho mấy cái cái kia rơi xuống. Rồi cái mình làm lại cái y gan vậy luôn. Rồi lắc nè. Đúng không? Rồi giờ kể từ Vũ này chị cứ ngồi chơi xơi nước đi. Làm sao là mình biết nó ok rồi chị? Chị nào không hết luôn ra. Vậy là còn phải không chị? Cái này hết rồi ạ. Ồ, hết rồi. Ủa sao em làm hay vậy? Hay là tại cây của em nó ít? Rồi đó, thả vô xác không đó. Mang vào đây. Dạ của em gì nè. Tư ơi, hết chưa Tư? Rồi, được rồi đó. Ok Tư ha. Rồi lấy lên, hai tay nắm giỏ lên. Rồi, nhìn nó đi. Trời ơi, kỷ niệm xu ùi về chụp nấm hình mới được. Ủa trong nguyên cái làng của mình là giờ còn có nhiều cái sở chiếu này không Tư? Còn. Nhiều không? Nhiều lắm. Cỡ 5-7 cái không? Có chục ạ. Hồi xưa nhiều hơn đúng không? Ừ. Chiếu của mình ta phần là sẽ là đi xuất khẩu hả Tư? Mấy hôm nay bán nội địa nhiều chứ xuất khẩu hết hả? Đây mới là một khâu em được làm thôi nha thì không, anh. Mới một khâu thôi đó, mà em không nghĩ là một cái chiếu lại phải làm nhiều khâu như thế. Nhiều lắm. Đây chà. Dạ, con chào chú. Rồi, tao hết. Dạ, chào chú. Dạ. Con nghe nói là
Nhà mình là có một cái vườn cà na phải không chú? Thì có. Dạ. Chú có cần tuyển người hái không chú? Đây nó hết mùa rồi. Dạ. Để từ cuối mùa rồi. Cuối mùa hả chú? Rồi chú cho tụi con ra tham quan thử vườn cà na của mình ha. Dạ. Đây mình có cá tôm gì không chú? Cá là hai ao đó. Hai ao luôn. Trời. Đã vậy. Mày ổi. Ổi. Sung. Rồi cây trái quá trời đã. Rồi chủ yếu của mình là mình trồng mít. Mít. Mít là mình thu hoạch chưa chú? Thu hoạch cũng bảo rồi mà. Cũng mấy năm rồi. Nè mấy trái đó là trái cà na không chú? Cà na. Nó mọc gì vậy hả chú? Nó đưa đưa. Trồng đó chứ. Ồ, trái cà na ấu nu người ta. Ồ, lần trồng thì bắt đầu bán cũng được, rồi bán được tao có năm gì cái đầu nó mất giá cái thôi đốt bỏ. Rồi cái tưởng mới lên lại thôi mà. Bông quá trời bông luôn. Ở dưới là xong là của chú luôn hả? Cái ruộng đó là của nhà luôn á. À trời ơi đã vậy. Chú có trồng ấu không? Năm trước là cái đồng này cái đồng ấu luôn á. Dạ. Nhưng năm nay chuyển lại làm lúa 3 vụ. À. Cái này mít mình trồng mà tới vụ cái là lái vô cắt luôn hả chú? Ừ, tới đợt là vô cắt hả? À là mình đâu có làm gì đâu đúng không chú? Ừ. Chú đâu có mướn người làm đâu hả chú ha? Không có. Chú không có cái gì cho tụi con làm thiệt hả chú? Hết mùa đó con coi dữ rồi làm. Ví dụ như đây mà gần dựa tụi con vác mít ra dựa cũng được. Trời ơi trời gan quá anh vác mít ra dựa. Ủa cá là mình bẫy hay là mình đặt lờ? À đặt lờ hả chú? Lờ dưới vớn mà cũng đó. Để cải thiện cái cuộc sống hàng ngày thôi. À. Chú có đang đặt cái vớn nào không chú cho tụi con kéo lên thử được không? Có. Cho con kéo thử rồi chú. Đi. Ê. Ô. Cá chê. Cá lóc. Với mấy cái sạch. Này là đúng lóc đồng luôn hả chú? Ừ lóc đồng luôn nè. Với ốc bu hả chú? Ốc bu vàng. Ủa là mình đặt thôi mình đâu có cho thức ăn gì hả chú? Khỏi. Vậy là xong rồi đó. Thì tự nó chui à. Ngộ vậy ta. Có cái rập đây nè hả? Rập hả chú? Thôi cái đó con không đụng nha. Con sợ chuột. Thấy con chuột của tôi lạnh sống lưng lên rồi. Sợ quá. Nhưng mà khi mà chiên xả lên này sẽ hết sợ anh. Chuột này có con bước xuống thì có sao không chú? Không sẽ hết được. Bước ngay giữa là ok không chú? Ok luôn á. Ý da sao nước dữ vậy? Xuồng này nước dữ vậy? Thích lại này nè. Vì họ không có chát mà. Cứ phơi dọc theo chị phải không? Dạ. Cái này giống như mình dệt ra chiếu. Dạ. Xong mình phơi cho nó khô cái màu nhuộm hay là khô cái chiếu vậy? Khô chiếu anh. Phơi tầm bao lâu thì là được hả chị? Phơi tới 3 giờ chiều đó. Mặt nào cũng được hả chị? Phơi bề nào cũng được chân anh. À. Mình phơi vậy xong mình bắt đầu vô tỉa chiếu phải không chị? Dạ dọn chứ không có tỉa. À dọn vô. Dạ. Dọn vô xong rồi tỉa rồi đánh bóng rồi ép xong rồi mới bo vô bao. Dạ mai chứ. Ủa mai nữa hả? Mai viền vô rồi mới ép. Trời vậy là cái chiếu là làm xong là nó phải mất cả chục công đoạn ha. Dạ. Trải chiếu thì muốn nằm ngủ quá à. Anh mà ngủ rồi là một hồi mình đánh đi gian là như là con chuột mà nhậm màu sao gian chiếu này nó dính dữ lắm. Dính màu luôn hả? Dạ. Như con chuột luôn hả? Nó dính màu dữ lắm. Thôi kỳ á, anh quay đây anh chứng kiến một lần. Lúc mà trời mưa á, trời ơi, thấy mọi người chạy. Ôi, mạnh nặng ha. Gơm, coi như là đúng, giống như kiểu anh Quyền Linh mà chơi vượt lên chính mình nha. 1 phút 30 giây, gơm. Cái nào mà nó tươi á, là nó còn đỏ đậm nha. Ui xa. Hôm nay anh lựa cái màu đỏ người ta tưởng anh là cái chiếu luôn á. Cái này đây nè, lại vác cái này vô trong cây đây nè. Chà, cái này mới giữ nè. Ừ, không đi ta. Ai chà. Nè, vác cái này nè. Vác đại vô chắc vô đó. À, là sẽ làm mấy tư? Nè, xếp vô một cái nữa. Chị hả? Ừ, rồi vác đi rồi đó. Vác 38, vác đi cho nó. Rồi sao nữa ta? Đó, thải đó, xuống cái cây thấp đó. À. Rồi xuống cây thấp của banh ra. Ta xếp chuyên nghiệp là người ta một hai động tác là nó phải ra hết đúng không? Mình gấp hơi kỳ rồi đó. Rồi. Để bằng lên. À. Lẹ làng lên. À, nhiều lắm, dám không nổi đâu. Ôi, cái này là nhiều á? Nhiều lắm. Để con xem. Nặng lắm. Ừ, nặng. Trời ơi, quằn lưng đó con gái ơi, con đừng có gán như vậy. Nặng nha. Cô là không có cho tiền đi bác sĩ đâu nha. Cái này tới bông khác rồi, tới cây kia. Hả? À, bông khác rồi. Hôm chuyện đưa cái đầu lên cho nó kéo lên cây đó.
Rồi. Cái xe quen nè. Trời ơi, xe năm xưa tôi quay phim đó. Ủa, chà. Giúp em nha. Ok. Ủa, tôi đâu có lấy nhiều dữ vậy. Lấy nhiều thì quên mày ra. Chưa có canh rồi. Được, bóc nhiều cái nha. Bên này luôn phải không? Hay một bên? Bên à. Bên à hả? Dán chè xuống rồi. Úi chà. Hả? Rồi cái mình quăng nó xuống hả? Ừ. Cái đó. Đó. Rồi ngược thấy mụ nội rồi. Thành ra tiếp nữa. À là phải quăng đúng chiều. Quăng đúng chiều. Đứng bên đây nè. Nó nhẹ ngang gì nhẹ nhàng. À ha. Ừ đúng chiều nó đi đó. Này, mình ôm nó vậy là mình quăng nó xuống luôn. Đúng rồi. Là giờ quăng thẳng xuống đúng không? Sao không được, em thả gì xuống luôn. Không tới đây. Rồi đó. Đó. Cô ơi, thế thì cái này là nó hơi nặng với con. Nên là con đi ra ngoài con đóng gói nha cô. Để rồi. Con làm việc liên tục rồi, nha. Rồi. Kéo ra dậy, kê lên cái vai. Là sức vậy hả? Ừ. Rồi, mạnh xuống. Mạnh xuống. Vậy hả? Ừ. Khóa thiệt chứ. Rồi lẽ lẽ tôi chạy xe về nè, ăn cơm nó bụng quá nè ông ơi. Ơi để ý làm chương trình này không bao giờ được ăn cơm trưa nha. Toàn làm tới chiều về ăn cơm nhà không luôn á. Có giờ làm mà quên ăn không anh? Có. Trời ơi tôi đi chương trình này không có cái lần nào mà được ăn cơm trưa hết thiệt. Sáng giờ là mới ăn có chén cơm nguội nha. Một con cá lóc ơi. Wow. Ôi, hay quá. Cá chê, cá chê, cá chê. Dữ à, hai con cá chê. Cái này mà kho nghệ ha, kho xả cũng ngon. Cá gì chú? Trầu với con lươn con. Ồ, ở đây cũng có lươn nữa ha. Có hai anh em mình là không có lươn rồi. Trời ơi, con âm thanh kìa. Nó tát nước bằng cả sinh mạng của nó. Một cái thao nước màu là mình nhụm được bao nhiêu cái chùm cối với mày anh? Nhiều ha. Đó là cái nước này mình chỉ luôn cho nó nóng chứ không cần sôi hả anh? Phải sôi hả? Rồi hốt bả này nè, để vô. Hốt bả đó đó, hốt bả để lên. Phải vậy hả? Luôn nở nụ cười. Chấm nữa. Chị đừng tưởng em bị gì nha, tại chị kêu em cười. Hốt nhiều nha, chứ không hốt ít nha. Hốt nhiều nha bà. Đi xả lát cái đi, vô nghỉ trưa nè. Dạy ra đúng không? Rồi dạy ra. Đó. Đúng không? Ai xa. Đó. Mình ôm như thế này. Rồi ngang bề kia lên, bề kia. Rồi đúng rồi đó. Nó túng bề nó cái là nó ngay hả? Đó vậy đó. Dạy ra. Đó, đúng rồi, chính xác rồi đó.
hỏi nha. Mỏi nha. Chưa được hàng lát mỏi nha. Em làm hơi xù đúng không? Quá xấu. Đúng rồi, hơi xấu rồi làm đẹp lại. Em nắm bị xa quá, em không banh được. Em nắm ở giữa thôi. Nhìn nè, đây thôi, không có nắm ở đây. Ừ. Đây nè, nè, bủa lưới. Có lỡ xấu làm lại. Rồi, còn 2 bún nữa làm cho hết cho rồi đó. Rồi, xong rồi đó. Các bạn thấy tôi giống tấm chiếu không? Nè, hãy coi tôi chạy nè. Rồi, tôi chạy về luôn, nắng quá, hết rồi. Đổ mồ hôi rồi. Mệt thiệt chứ. Đây, sau khi làm xong mọi người có thể thấy giọt mồ hôi. Đó, đây là giọt mồ hôi nghiêm túc. Bạn thấy sao rồi? Thấy được không? Nói cũng muốn nổi không? Trời ơi, từ nãy con ra bao nhiêu con được xông hơi á. Mồ hôi nhễ nhại luôn. Ôi nè, tay con bắt đầu đỏ đỏ như là những anh chị đây rồi nè. Ừ. Không, làm cái nghề gì là mình phải y gan vậy luôn đó. Mà mình mới làm một xíu thôi đó. Mà có bao tay luôn nha. Trước khi chào Tư đi, chúc cho Tư lúc nào cũng nhiều sức khỏe nha. Xưởng chiếu mình năm nào cũng đạt doanh thu cao nha, làm ly làm lịa cho công nhân có công ăn việc làm nha. Ông con mong trời không mưa nhiều thì mọi người sẽ không phải nghỉ việc để mọi người luôn luôn được đi làm ạ. Tại mưa cực lắm. Ồ, mưa là chạy xịt khói luôn. Chạy mệt á, khi chạy không kịp mất mưa. Rồi che bạc kéo đồ vô. Nó không có cực gì cho mấy vậy, nó lạc giặt vậy đó. Con thấy không có nghề nào mà không cực cái Tư ơi, con đi bữa giờ không biết cái chục cái nghề mà mấy tỉnh thành rồi, cái nghề nào cũng cực hết. Ừ, giờ làm gì nó cũng chỉ cực. Có cái nghề làm biếng là nó không cực thôi. Không, nghề làm biếng cực về sau. À, cực, rất cực về sau luôn. Mệt quá. Chắc xin phép Tư là mình nghỉ việc tại đây nha. Đó, mình làm vậy là xong rồi đó. Sao thì chào Tư đứng dậy về chào đi. Chào Tư đó, anh lớn hơn anh dậy về. Thì nãy vô nói Tư rồi là làm Tư cho nhiêu nhận không cho thì thôi, nó hỏi đòi hỏi. Mà ngồi hoài Tư cũng không nói luôn. Cho đứa 50.000, mày giấy 10.000 cho nó nhiều. Làm quá được. Tư. Cảm ơn Tư à. Trời ơi. Coi như ngày hôm nay mình đi kiếm sáng giờ là đứa được 75.000. Thì xe cho 50.000. Đây. Lương sao cho Tư đưa đi. Đây. Con xin. Trời ơi. Không dư. Không dư. Tư đếm hay. Đủ ha. Bây giờ chào Tư đi buông gánh bắn bưng cái. Nãy Tư thấy con cầm thùng, Tư biết, Tư biết con làm gì rồi đó. Làm gì? Con vừa đi mưu sinh, con vừa đi học nghề, con vừa làm đủ thứ, con vừa bắn thêm nữa. Dạ. Cái thùng đó lẽ con trừ hao mà không ai nhận con á là con đi bán. Dạ. Dạ, còn có ai nhận thì con đi làm. Dạ. Dạ. Anh Hải ơi, nói nghe nè anh Hải. Bây giờ em sẽ qua cái công ty của anh ngày hôm qua. Snack hôm qua em ăn của anh là có bao nhiêu loại vậy? Em lấy chừng mỗi cái chừng 5-7 hộp thôi à. Để em đi em bán thêm thôi. Làng bột Sadec tụi em trồng được. Cho nên là chủ yếu là quảng bá thôi. À. Mà đưa anh đi quảng bá thì cũng kỳ. Em lấy anh một cái bức tượng trưng là 100.000. Quá thôi em cảm ơn anh Hải nhiều. Lại là ân nhân. Rồi bây giờ em qua Định Yên em sẽ bán sản phẩm của gia đình mình nha. Cảm ơn anh Hà. Dạ. Tư giờ con mua con hộp bánh ủng hộ con được Tư. Bánh gì? Tư có người im đó để con dàn xếp cho. Cái bánh này làm từ gạo, gạo xay thành bột, bột xay thành bánh. Mà có 3 loại Tư ạ. Đây để con lấy 3 loại ra. Trời, làm gì ngon không ngon. Ngon, trời ngon mới bán này là thương hiệu ngon mà. Đây còn cái khoai lang. Đây này từ khoai tím. Cái này là từ gạo lứt, còn cái này là bột gạo. Mà hai loại này là hai loại phô mai đó Tư ạ. Tư mà muốn ăn phô mai thì rắc thêm vào. Bao nhiêu hộp? Dạ 50k. 50.000 vậy. Ngon lắm Tư, làm từ khoai á Tư. Còn cái đó gì? Cũng khoai hay gì? Cái này là gạo lứt. Gạo lứt à. Còn cái này là từ bột gạo luôn, nhưng mà cái này cũng ngon lắm. Gạo thôi, để coi cái gạo lứt nè. Đó. Gạo lứt thì còn đúng 2 hộp à Tư. Thôi, lấy thêm tiếp 2 hộp thôi. Thứ đây à. Ừ. 2 hộp là 100. Dạ. 100. Trời ơi, cảm ơn Tư nha. Một nồi luôn. Cảm ơn Tư nha. Rồi. Mai mốt Tư nhớ coi chương trình của tụi con nha. Rồi. Để nhất mưu sinh nha. Rồi.
giờ con đi tham quan vòng chợ với đình ha Tư ha. Ờ, giờ đi vòng cho bé em nó nhìn thấy cái chợ Chiếu Định Yên bên kia bờ sông á Tư. Ờ. Bye bye Tư nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Đó, đây là được một mớ thành quả nha. Nhưng mà vô đây ít quá à, chắc là không đủ rồi. Cái này không ăn được em ơi, một chút xíu sao ăn. Bốn anh em người. Mình đi ăn đặc sản đi. Ờ ha, anh quên. Anh quên người em của anh là quê ở đây. Đúng rồi. Anh nghĩ sao về một cái lẩu mắm và một mớ bông điên điển? Anh đang nghĩ tới nó luôn á, thèm thiệt luôn á. Em quá thèm rồi. Con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất là nhiều, con chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã cho tụi con những cái trải nghiệm vui quá. Thì cũng cảm ơn tất cả các anh em đã đến đây trực tiếp được cái cuộc sống của người nông dân ở thực tế ở vùng sâu. Dạ. Dạ, thưa chú con đi. Dạ. Quay lại cảnh. Sao? 12 giờ trưa nè. Nắng lắm. 12 giờ trưa. Bây giờ dắt con bé em đi là thăm chợ Định Yên. Quá nắng rồi. Đây anh dắt em qua ngay cái chỗ anh quay phim luôn. Lúc đó bà con ra đông lắm. Trưa nắng á, người ta kéo màn hết rồi. Ủa cái chợ đó sao giờ mất tiêu rồi? Nó đập rồi mà. Đập nghe lòng rồi. Là lúc quay xong là đập luôn hả? Thôi rồi. Ồ đi giăng nắng sáng giờ nè. Chú muốn ủng hộ bạn con không? Chú. À ý anh nói là cái này xin chứ ai mà bán. Là hiểu đó. Trời. Tại sao? Nè không tin nè, nói cái nữa nè. 50 ngàn. 50 ngàn ạ. Trời ơi, uống ly cà phê có 12 ngàn mua hộp 50 ngàn. Trời ơi, mua ủng hộ hủ đi. Không có rồi. À không có tiền rồi hả? Trời ơi. Để nhất mua sinh coi chưa. Bán cua ghẹ. Đó, là chương trình này nè. Mua hộp bánh ủng hộ tụi em coi. Ủng hộ tụi em một hộp cũng được nè. Ừ, kỷ niệm mình gặp nhau thôi. Đi vô chào mời, phải đi vô gần chổng ảnh mới được thiệt. Dạ. Mạnh mẽ lên. Anh ủng hộ em nha. 50 ạ. Trời ơi, ngon lắm, bằng bột gạo á, đặc sản đó. Của Sa Đéc đó. Anh ủng hộ một hộp nữa nha. Một hộp ủng hộ nữa đi. Bạn thân của ông này nè. Ê, có mua đâu mà mở ra ăn của người ta vậy? Không, anh mua. Có mời ổng không? Cho ông ăn thử không? Ổng ăn trước là ổng trả tiền đó. Ổng có lòng ra trả tiền. Ừ, nó ăn vậy, ổng có lòng ra trả tiền. Ăn là trả tiền. Ăn là trả tiền hộp đó nghe. Ăn đi. Ăn miếng đi nè. Ăn cái ngon không? Ăn đàng hoàng rồi. Rồi. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Trời, ủng hộ nha, ngon thiệt á. Thôi chào nha. Bye bye. Em đi nha. Ô, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ông anh dễ thương quá. Đi vô một vòng nữa, đi về cho con bé biết cái chỗ chợ nè. Là hồi trước ở đây là cái chợ ha? Đúng. Hồi trước ở đây là nguyên cái nhà lồng chợ luôn. Nè, cái bến này coi như là bến tàu, cặp bến nè. Có rất là nhiều sạp chiếu. Lúc đó là bà con ban đêm á, đi bán chiếu là sẽ cầm đèn dầu rồi cầm chiếu đi qua lại bán, ai mà mua á sẽ vô tấp nập vậy đó. Tôi vô đây cũng khu hồi xưa tôi ngồi nè, đó tiểu thương với nhau không chắc tao ủng hộ nè. Trời ơi, ní nè không nè. Trời ơi, lâu ngày gặp lại rồi. Xin chào mọi người. Trời ơi, căn nhà ân nhân hồi xưa nè. Chà. Trời ơi, căn nhà này hồi xưa cho tụi con vô ngồi quay phim rồi ăn heo quay nè đúng không? À mọi người ạ. À. Ủa cái nhà này nhà ân nhân. Thế hả? Là người quen luôn hả? Bây giờ tụi con đang quay cái chương trình mới chứ không phải quay phim nữa. Vậy hả? Đệ nhất mưu sinh. Nhớ hồi mở tivi lên coi nha. Vậy hả? Ừ. Ờ, để coi. Chương trình giờ hay lắm. Cô bấm YouTube con cái con mở cái đệ nhất mưu sinh cái. Hướng dẫn cho mọi người coi chương trình. Chị khỏe không? Trời nhà ơi. Nhà mình ăn trưa chưa ạ? Ơi Mỹ, trời ơi khỏe không? Tình bạn ta đi qua bao nhiêu những khó khăn để ta biết mình trân trọng điều chi. Trời ơi, tôi gặp ông tôi muốn khóc. Tôi đi mua mưu sinh, cuộc sống bây giờ tôi khổ cực lắm rồi nè. Chúc mua bánh ủng hộ tôi coi. Em bì ra luôn nè. Mua hay hả? Chưa biết giá mua luôn. Trời ơi, 100 một hộp lận đó. Rồi, trời ơi. Sao gan vậy?
Chị, em chào anh. Dạo này sao, cuộc sống sao, ổn định không? Bình thường. Là mình quen từ cái thời anh quay phim hả? Lúc quay phim buổi tối là anh cho nguyên dàn diễn viên ngồi thanh thức nè, Huy Khánh, Quốc Cường nè. Xong cái ổng đem cái hũ cái gì heo quay kho nước tương ra cho ăn cơm. Kiếm quá trời, nãy giờ kiếm nhà đập nhận không ra. Sao nhìn tôi hoài vậy? Mình chơi như ngày nào? Đi dặn nắng gì vẫn còn không độ như ngày nào? Mình tới đâu cái bà con thương đó, cái cho vô ngồi mát xíu nè, tỉnh lại. Bây giờ gia đình mua ủng hộ 4 một bánh thôi, đừng mua nhiều, để bán người khác nữa. Ngoại, ngoại mua ủng hộ con 2 bịch thôi. Con mua rồi. Con mua khác, ngoại mua khác chứ. Chị hai mua, chị hai. Có mua 2, ông xã mua 2 hộp rồi đó. Đặng với tiền, như tiền. Nói giỡn chứ, hộp có 50 ngàn à. Trả 200 cũng được tùy. Đi bán kiếm tiền để trở thành đệ nhất mưu sinh. Đó. Đó, có tiền bỏ vô bóp rồi. Để em xin. Trời ơi. Cảm ơn nha. Cũng bay kiếp cũng nào cũng muốn sức khỏe cho ăn dồi dào. Nhưng mà hứa coi chương trình em nha. Chương trình tên gì nhớ không? Nhớ không? Đệ nhất mưu sinh. Thôi giờ tụi em đi nha. Rồi cảm ơn, giơ tay chúc mừng á. Yeah. Quá. Hay quá anh ơi. Người giữ sức khỏe. Bye bye. Hên quá gặp gia đình. Đẹp trai quá, lúc nào gặp cũng đẹp trai. Khoa. Dạ em nghe. Em nhớ tụi hay gì vậy? Em tính rủ mọi người qua bên quán nhà lá mình ăn lẩu mắm nè. Trời ơi, sao mọi người sang dữ vậy? À, ai mời? Em nghe nói là có một thế lực nào đó sẽ mời anh em mình. Trời ơi, nghe thèm quá, để chạy giết giết qua. Rồi em gửi định vị cho mọi người nha. Qua liền ha. Dạ, trời ơi, em giỏi quá Khoa ơi. Đi ăn lẩu mắm. Ôi, đừng có bên đây nó mềm cá. Sao hôm nay được ăn tưng bừng thế này hả mọi người? Lý do? Thì em có nói chương trình là mấy anh còn bao nhiêu điều kiện mà chương trình có thể xài được thì chương trình xài của mấy anh đi. Trời. Ủa là sao? Là sao? Em tính cho mọi người sống chọn trong giây phút này. Bằng tiền của tụi tôi nữa. Sáng nay anh kiếm được bao nhiêu? 50 ngàn lận á. 50 ngàn mà kiếm bằng tình thương của người ta đó. Dầm bớt cho mấy chén nước mắm đi rồi nói chuyện nè. Tình thương luôn hả? Là thương mà thương. Thương lắm người ta mới đưa cho. Đúng rồi, thương hại luôn đó. Nói là thấy tội nghiệp quá cho nên là mới cho thêm đứa 10 ngàn. Thì anh biết trái này là trái gì không? Đây là cà na, là một cái loại đặc sản của miền Tây. Đáng lẽ là anh sẽ hái được nhiều hơn nhưng mà đây không phải mùa. À, là anh hái hả? Anh xem hả? Lãng mạn quá ha. Này về đập ăn với muối ớt là ngon hết sảy. Trời mà nó treo leo giữa hồ thấy ghê quá. Để em lấy tấm thân này em đi hái cho. Đẹp không? Hái tặng cho thì anh là phải còn cành còn cuốn vô luôn. Còn cành còn cuốn luôn. Quá trời bông luôn mà sao trái không thấy ha. Bông không thấy trái. Có trái kìa, em thấy rồi, đợi em. Thôi cẩn thận, đừng đứng lên phải nhịn đó. Trước mắt một ngày trước đi. Tới phụ mẹ em tôi cái. Trời ơi. Cái này là phải chấm muối thì mới ngon. Nhưng mà ra cao thủ thế không bằng tranh thủ nữa, nên em tranh thủ đi. Mấy ông anh mình chèo quá kìa. Mình ăn cái mồ hôi nước mắt của mình đi luật. Anh giờ là ăn không có còn kêu là ăn có nồi ngồi có hướng gì nữa đâu, vất vả lắm rồi đó, lùa vậy đi. Ngoài đời cũng y vậy thôi, mình làm điệu quá mất công khán giả đây nói mình gì quên rồi. Sắp xếp sáng nay, sắp xếp công chú chửi quá trời chửi đó, chửi nhiệt tình em luôn. Em tưởng sắp xếp mà, em tưởng sắp xếp thiệt. Con bé xanh lè xanh lén luôn, đứng im mà lúc đó anh cũng hèn đó. anh giờ cái anh nhìn qua con bé cái xong cái anh cho nhìn qua quay phim kiểu mặt anh khó chịu liền đó. Mấy ông này bắt quay với tôi đâu có muốn đâu. Ơi, cái chú chạy ơi liền. Cái ông chú đang quay vô cái anh ơi. Không có anh Hà Nôn. Không có anh Hà Nôn.
Anh Khánh như này nè. Em này, em này anh Khánh. Thiệt. Bé bảo là sao anh đua thật vậy? Sao anh ấy bước lên một lần nữa mà rất slow motion, rất là chậm nha. Cay ghê ha. Cay mà cay từ chỗ đó mà cay qua tới bên này. Thật ra chương trình sắp đặt cho em trải nghiệm cái sự hụt hẫng. Không, em nhận ra rồi, chương trình này không sắp đặt một cái gì cả. Nhiều khi em ước chương trình này sắp đặt cho đỡ cực. Ví dụ như em như anh Luật hái ấu ở ngoài một cái đồng nắng chói chang, hai đứa phải trái dài trái quay đủ rồi đúng không, là dừng đi hiểu không. Có cũng thấy cũng nhiều yếu tố vui mà anh em cũng tâm sự nhiều rồi. Cái em tưởng là sẽ có một chiếc thuyền chạy ra rước hai anh em rồi hai anh em sẽ đi vào được không nhé. Không nhé, em bất lực giữa cánh đồng á, có nghĩa là cái đồng nó rộng lắm anh ơi, đi tới nữa cũng mệt mà đi lui về cũng mệt, tại vì cái chân toàn là sình không à, nó lúng cả khúc vậy nè, mà ấu nó đâm vô trong chân nữa. Mọi người thì có giày bảo hộ, còn tụi anh là tụi anh mang vớt không à. Tại vì chương trình nói là lúc đầu hỏi chú nói không cần, tại chú có lội xuống đâu còn mấy cô kia lội hỏi ông chủ. Đúng rồi, ông đâu có xuống đâu mà ông cần. Cuối cùng mấy bà kia kêu trời ơi nghĩ sao đi chân không xuống rồi lội cho chết. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải tự lội thôi. Lội chứ. Anh vô anh làm cái nghề anh tưởng là đao phủ không? Sao vậy anh? Cầm nguyên một cái đao dài nè, mà nó cài lúc nó bự lên này nè, nó bén nó nhọn khúc đầu nặng 3 kg mấy. Sao em cầm cái cù neo hả? Bổ. Cái gọi là cái cù neo mà em múc, anh ấy chặn xong rồi em múc, em thảy lên trên một cái đồi rất là to luôn. Trời, anh tả giống như em là thần tho vậy trời. Em múc em thảy lên cả một quả đồi rất là to luôn. Mà cũng lên quả đồi nha. Phải là chữ là quả đồi. Quả đồi nha. Ví dụ một cái ụ rơm hay cái gì là không nha. Đâu phải là cả một quả đồi. Dễ sợ quá. Tại thời điểm đó với em nó là một quả đồi, thì mắt em nó hoa hết trơn rồi. Rồi em nhìn thấy là mấy cái ụ rơm này nó chồng lên nhau luôn á. Theo anh thì ra là cái ụ rơm hay không? Con chào cô. Dạ má của Lê Như. Dạ. Tấu Hải với Lê Như đó. Dạ con Lê Như Tấu Hải mấy năm mà. Hôm nãy xuống con ngờ ngỡ nó. Ủa như giống nhà Lê Như quá ta. Cô ơi con chào cô. Trời trước con cũng gặp cô rồi nè. Nè con mời cô ngồi. Cô nhớ anh không? Cô chủ quán hả? À, kế chủ quán. Là vợ của chủ quán. Bữa ngày nó có tiếng lực. Dạ. Con như có về thì cũng nói thôi hữu nghị. Giá thì bằng chỉ cơm à. Nhưng mà tính cho anh em đầy đủ. À tức là giá vẫn vậy không giảm nhưng mà đồ ăn thì double. À, tại vì tiếng lực rồi đó. Đó ông chủ đó. Chú. Dạ, dạ tính tiền ha. Dạ tính tiền chú. Rồi chú đưa phiếu cho ai? Đây chú có hai anh á. Hai anh dạ, lớn hả? Thì chú đưa anh nào cũng được hết á. Giờ chú không biết đưa anh nào ấy. Nghĩ là chú nên đưa người gần nhất. Vậy đó, đưa người gần nhất. Quà tới rồi. Hơi bị bự nghe. Cho con mượn con coi cái chú hỏng luôn rồi. Liếc qua chút. Bự rồi, bự rồi, bự rồi, bự rồi. Luật ơi. Vũ nó rớt mất số hết rồi. Số gì đây, sai số gì đây số... 650 ngàn. Không, mà một cái bàn ê hề nha. Một cái bàn quá nhiều đồ ăn nha. À, chú ơi, tiền mặt thì tụi con kiểu không dám bỏ trong người nhiều, sợ bị cướp. Nói thẳng là không có chứ đừng có nói là không có bỏ. Này chú có máy quẹt thẻ không? Có. Trời ơi, có liền. Giờ để cho công bằng, chú thích màu đỏ hay màu xanh? Khoan. Thích màu đỏ đi. Trời ơi. Hay quá, hay quá. Con nói thiệt với chú, nếu mà tụi con không hỏi chú vậy con đưa hai cái thẻ. Chú cầm chú cũng không biết thẻ nào của con, thẻ nào của Luật nữa. Cái thẻ ngân hàng bây giờ hiện đại lắm cô, là không có tên, không có số luôn. Thẻ này là thẻ của ngân hàng MB. Chú thấy của con hoa lá cành không? Nó kêu là MB High Collection. Bây giờ sao? Chú thích màu đỏ rồi kìa, đưa cho chú quẹt đi. Màu đỏ nè, màu đỏ là chứng tỏ là yêu cô nha. Để vô chú quẹt nha. Nhưng mà có đủ trong thẻ làm gì đủ tiền đâu. À, vậy là dùng hết hai thẻ. Chú ơi chú, bây giờ số tiền này chú chia đôi, mỗi bên chú quẹt nữa. Dạ. Vậy cho công bằng. Không có cái thẻ này coi như là xong luôn rồi đó. Ở đây rửa chén bù luôn cô. Cô chiều nay gần đây có nghề gì làm không cô? Cạo hạt điều được không? Cạo hạt điều được. Cạo hạt điều đi. Mấy anh em mình đi cạo hạt điều đi. Chứ còn thấy mà cầm hạt điều rất lên rất xuống rồi cho ông cạo. Ông kệ cô, ví dụ mình cạo được mình bốc mình ăn cũng no. Hạt điều chưa nướng không ăn được đâu. Ủa vậy đó không à? Khó cạo lắm á, nó bị chật chật ruột á rồi nó bén mà cạo phải láng mà sừ không được. Nghe khó đó. Hồi nãy có 650 có lẻ phải không?
Thôi giờ hai cái chú chú quẹt một cái 300. Một cái 300 chú khuyến mãi mua bên. Trời ơi, vậy cũng là khuyến mãi đó chú, vậy là vui lắm rồi, nửa ngày lương rồi. Bây giờ rồi là có đi đâu nữa không? Nãy hỏi dạ, việc làm phải không? Dạ, đi xin việc làm. Giờ chú giới thiệu. Đó, cái này được nè. Ở đây là gần đây có làng nghề làm chổi lông gà, xã Bình Thành đó. Xã Bình Thành, gần đây. Gần đây thôi. Thôi giờ con chúc cô chú luôn luôn hạnh khỏe, mạnh phúc, quán lúc nào cũng tấp nập người ra vô. Mọi người có ghé Đồng Tháp mà đi du lịch đó, nhớ ghé quán Nhà Lá nha. Đây là một cái quán ăn rất là ngon nha mọi người. Dạ, vậy con cảm ơn cô chú, con mới lên đường để con mưu sinh tiếp đây. Con chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, quán lúc nào cũng đông khách nha. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Vô chỗ chung mà làm hai cái việc khác nhau. Hai việc khác nhau mà. Con chào cô. Trong này có chỗ làm chổi phải không cô? Dạ. Tôi thấy cây rồi kìa, vác vô luôn đi cho ông bà chủ ông thương, hiểu không? Cũng nhận làm. Anh ơi, người ta nói ăn cắp giặc đó. Đâu, vác vô kiểu như là mình nói cô ơi, con vác vô phụ nè, cho con làm được không? Nhưng mà nhỡ đâu người ta để đấy cô. Ủa đâu người ta để đó có mục đích rồi sao anh? Người ta đâu có mục đích đi vác đi. Chú ơi, chủ đây là vậy chú? Chà, nãy con vác giùm chú vô nè chú. Chú nhận cho con làm được không? Trời, thấy không? Thấy chưa? Chú. Dạ, chú tên gì? À, chú xích tên số lại. Chú anh em tụi con có 4 người. Đi kiếm việc làm hả con? Dạ. Ở đây thì làm thì nó cũng như mấy anh nè đó. Nhẹ nhàng đơn giản quá. Chú bên chú có nhận khoảng 4 người không chú? Chú nhận được 2. Chú gắng chú nhận 4 đi chú. Không, bên kia thì bên kia nó còn thiếu người làm chỗ lông gà đây. Nhưng 2 người, cần 2 người giác đâu thôi. Việc nào mà làm nặng thì để cho tôi. Hai anh Khánh với lại bé Thùy Anh lên trển đi, em với Khoa ở đây. Đây là hai anh em rất là thương tụi con, rất là tốt. Thí dụ chú cứ tăng lương chút xíu cho hai người bạn con nha. Ok. Trời ơi, số em vui nha, nhận được ông chủ vui nha. Bởi vậy. Ôi, xin việc quá dễ luôn đó. Để con vô xin tiếp nha. Cố lên nha. Giờ công việc của tụi con sẽ là gì chú? Con lại dịnh đọc đi. À, rồi, rồi. Đây, vô đi, coi coi. Đó. Dạ, để ta cưa cho mình ôm đi đúng không anh? Đó, đó. Cầm hai tay lên coi. Đó. Trời ơi, nói cao. Gì nữa, việc nhẹ lương cao. Đó, để xuống. Okay. Thì ở đây là một tiếng gì là một ngày là 250. Dạ. Dạ. Ai cũng vậy. Dạ. Không? Bây giờ tính tiếng thì nó tiếng 30. Dạ rồi, chơi luôn. Làm giỏi giỏi chút cho 31 luôn. Trời ơi, ngon quá vậy. Rồi, nghỉ như 3 giờ đi. 3 giờ. Cho thêm ngàn nữa là chẳng 32. Dạ. Sao mình buông bao quá vậy? À, em nhìn thấy rồi. Cái kìa. Gì? Em nhìn thấy không? Thì chị đang đội nón đó, lông gà kìa. Phải không? Cái gì đó, lông gà màu vàng, màu đỏ đó. Cô cần tụi con phụ đem vô không cô? Cũng được luôn, nhưng mà thôi đi. Tới giờ dẹp hả cô? Cô làm bao nhiêu năm rồi cô? Con tôi năm nay 40 tuổi hả, 42 tuổi hả? Làm 4 mấy năm rồi. Vậy con phải kêu cô bằng mẹ. Con cô á? Trời ơi, cô trẻ măng à? Không. Ôi, con ấy thiệt, cô trẻ măng luôn á. Mẹ. Chỉ vô trong đó có cái chỗ lông gà nào nhận người làm không mẹ? Có luôn. Tên gì mẹ? Trong đó tên gì mẹ? Ở trong đó hả? Ừ. Cái chủ trong đó tên gì? Tâm. Tâm là con gái hay con trai mẹ? Cái đó em chồng. Em chồng của mẹ ha. Vậy là con sẽ kêu bằng gì nếu em chồng? Chú đi. Chú Tâm là em chồng. Em chồng của mẹ... Mẹ... Mẹ Muội. Mẹ Muội. Rồi, chú Tâm mẹ Muội. Rồi, đi, đi. Con vô nha, cảm ơn mẹ Muội nha. Cho em hỏi nhà của chú Tâm, em chồng của chị Muội á, mẹ Muội con á cô. Dạ, đây, này đây. Dạ. Con là mới xa quê hương về thăm mẹ con, mẹ nuôi, mẹ Muội. Chú Tâm ơi. Chú Tâm hả? Đồng, chú Tâm. Chú Đông. Ừ. Trời, mẹ Muội là mẹ con nè chú, mẹ nuôi con. Tao lại mày luôn. Để con là con đi nước ngoài mới về. Hồi xưa là mẹ nuôi con lúc còn nhỏ. Chú Đông giúp cho hai đứa con làm cái công việc để mình biết được cái nghề. Dạy tụi con là làm cái làng nghề này phải không? Làm nghề chổi phải không? Dạ vâng ạ. Dạ. Giờ cho làm luôn nha. Cho làm luôn. Tức là tụi con như là một người thợ. Rồi. Làm con ăn lương gõ gàng sòng phẳng. Rồi, dạy mày làm luôn. Nhưng mà ví dụ con là con nuôi của mẹ Muội đó. Ừ. Thì chú nhớ
ưu ái nha. Rồi mình làm việc chung chứ hả? Vậy luôn ha, vô làm việc luôn ha. Rồi dẫn hai con vô. Hai đứa vô đây qua đây nhận việc làm luôn. Chưa có quen biết là khác liền, thấy không? Mẹ muội tôi ngầu lắm à. Giang, chào mấy cô. Chào nhà. Hai con muốn làm cái gì? Thì đây có người dặn hướng dẫn cho làm. Tên gì? Tên gì giới thiệu ra. Dạ con tên là Uy Khánh. Uy Khánh. Con tên là Thùy Anh ạ. À. Nè nè, cho nè, chỉ nè. Thấy không? Cái này ai mờ mắt sao làm được chú hả? Có mờ mắt không? Dạ. Dạ. Trời ơi, 67 tuổi mà đâm hay quá. Rồi, xóa đi. Xong cái mình kéo xuống cái cọng kẽm này. Ừ, kéo xuống. Không cần dài ngắn cứ xỏ đại hay sao? Đâu, mấy cọng này bỏ ra ngoài. Chỉ cái chị đó lấy cưng vô giờ. Kìa, cọng kéo giò nè, gái. Cụ cái giò này nè. Cọng giò này nè. Ờ, làm thẳng gì đó chị mới cụ được. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, sao mà mình quấn như thế này. Rồi. Đây nè, làm đây. Hai chỉ đi hai. Rồi. Chú làm cái này là bao nhiêu lâu rồi hả chú? Làm năm nay coi như là cha truyền con nói làm. À, mình là nghề gia truyền. Cái này chắc mới làm dễ bị đâm vô tay hả cô? Thì đâm là phải đâm rồi đó. Đâm rồi có đi chích ngừa phong lồng gánh không? Trời, không, phải cho cánh nào chích ngừa. Rồi, xong mình cứ quấn lần xuống thôi đúng không ạ? Rồi, quá là lần xuống vậy đó. Dài vô chút xíu. Thôi, nhìn tưởng dễ mà cũng khó quá ha. Ủa, cái này là mấy cô làm tính sản phẩm hay là tính ngày mấy cô? Sản phẩm mình làm nhà hết mà. Mình đâu làm mướn ai đâu. Tại vì nếu mà sản phẩm là tụi con thua rồi. Tính cộng. Ngày chắc không được cộng. Đi từ sáng tới chiều là làm này là lỗ đó. Dạ một cộng này là muốn làm bao nhiêu cây chổi làm hay là một cộng này được cây cô? Cộng cây. À. Thấy vậy chứ khó lắm á. Không thích vô. Đó. Nhựa màu khó. Đó, đó. Sao mà sao là mày xỏ làm sao vô được như vậy nguyên cái gì? Ê anh Khánh. Cái này cũng khó nha. Cộng này là nếu mà cô xỏ ngày được nhiêu sợi? Đó ngày 10 sợi. Mướn mày xỏ một cộng vậy là 10 ngàn. Chà, dữ thần rồi. Này có nào bị buồn ngủ không ta? Sữa này ghiền nhưng mà ngủ lắm. Đam mê mình mới bằng được. Cái gì cũng phải có cái đam mê chứ. Chú này xỏ 10 ngày được nha. Chưa đúng chắc rồi, à. Mẹ ơi, cứu con. Còn hơi buồn ngủ bỏ ra luôn á. Thôi sao hồi nãy giờ nói được nhiều lắm mày. Thôi cũng hay vậy. Trời ơi hay, quá hay. Gắn chừng xỏ được 3 cộng. Trời. Kiếm, à. Xỏ nhân viên ngộ kiếm. Tay trái luôn kìm ơi. Ở đây trái, rồi phải cầm tay trái luôn. Con xỏ tay phải được, mà qua tay trái con bị lóng ngóng liền. Đúng rồi. Qua tay phải đi, người ta sẽ xỏ ấp lại. Xỏ ấp lại, không phải xỏ ngửa luôn, quay lên đầu này sao. Giờ tháo cây kim ra đúng không? Cũng được luôn. Tháo kim lại cái con kim lại đầu đằng này. Tháo kim đi. Hay quá, tháo kim đi. Mò. Mò kim lấy biển. Trời ơi, làm như là chỉ vậy đó, ngậm ngậm nữa. Nè, tặng cho người ta, tặng cắt nào cho nó sát vô. Cũng không biết nữa nè. Trời ơi, thì tình chứ. Cắt nó sát vô, nó mới thuốc được. Đây nè. Nè, đây thì xỏ thêm cho vài cọng vô. Đang mà nó dễ cầm. Trời ơi, cái kim gì đâu mà hẳn đẹp đi chứ, cái kim sực. Trời ơi, kim này bởi gì? Xỏ không im đi chân. Dữ lắm nè. Rồi bà coi kim gì đâu thì cục chết luôn vậy đó. Hay gầy con cháu nha, nhìn là biết con biết coi bói nha. Trời bói đi. Nè cái nghe tướng cái này nè. Sao? Dữ lắm à. Không dữ lắm không? Nhưng mà tiền có nha. Tiền đâu có nha. Có ai biết, dấu đâu ai biết. Tiền móc tủ. Ừ. Phải không? Là mình để vậy nè ha. Để vậy đúng không? Xong cái mình để cây kim vậy. Cái mình lùi cây kim về, mình lụi nó. Xong cái mình cho buộc, đẩy một cái. Đẩy vô tay á, đừng đẩy vô ngoài. Con má nó có tiền. Này con má. Con má nó có tiền. Ôi. Chết thiệt luôn trời. Chưa có buồn ngủ mà. Cơ sở của mình là tên gì chú? Sáu Lời. Sáu Lời. Một vốn sáu lời. Đội nón lên con, để đen thui sao con? Dạ thôi được rồi. Lâu lâu mới có một ngày mà dễ gì đen rồi con. À. Từ từ thôi. Ừ, làm cái dạ. Nhiều không? Ok ha. Ổn định đó, cái này được nè. Được không? Mình làm cái này lâu chưa chú? Làm mấy chục năm rồi con. Đi học là bắt đầu là biết cái này nghe đây coi. À, có tay chuẩn bị gì đây? Đi chút lấy chút này ra con. Rồi. Lấy chút rồi giật bán lên coi đó. Rồi lấy cái nón này chùi nhớt. Nó giật vô trong cái chút luôn. Rút đi hai tấc gần luôn. Rồi. Cái máy đắt cái đục là mất tiêu luôn á. Nó quấn vô cái nón á. Rồi bỏ ra cái ủa sao mất tiêu. Trời ơi, ông mất ngón tay mà còn hỏi ủa sao mất tiêu quá trời. Nó ê không, nó có đau. Không có đau hả? Không, cái máy đắt là nứt luôn á. Trời đất ơi, nghe tự nhiên lạnh sống lưng vậy trời.
hết dĩa cá linh rồi nha anh ơi. Hết dĩa cá linh. Khoa phải không? Dạ, con tên Khoa. Khoa nè, con lực. Dạ. Cá à, rồi nhớ rồi, cứ lực cái linh di tiến hoài nè, nhớ rồi. Làm nó từ từ thôi. Lấy gai thôi. Để nó mới vô nó làm nó mệt lắm á. Mệt chưa, nó uống nước không? Uống nước đi. Dạ thôi, được rồi chú. Để tụi con làm cho có lương chứ. Rồi anh lực vô cưa lên lực. Lực vô cưa thử coi. Dạ. Quá. Từ từ thôi, làm thử cái nữa coi. Trời ơi, muốn mặn từ từ thì còn hơi gắt chút nữa kìa. Rồi lên nóc nhà hơn nữa. Lên nóc nhà luôn hả chú? Dạ. Cha hàng ngon dữ vậy ta. Nhẹ nhàng ha. Thoải mái luôn. Quá yên. Được rồi đó. Ok. Quá trời lành nghề rồi. Được hả chú ha? Được, chưa mới có hai à, còn nữa. Đạp nha, gạt. Từ từ đi ơi. Con. Nhẹ nhẹ à. Ha. Từ từ nhẹ nó xuống à. À dạ, chạm đâu phải nhận mạnh là nó ăn đâu. Cái để cái tay xuống rồi. Từ từ thôi, ngắn từ từ thôi. Rồi đó, tắt cho tướng. Không tắt. Còn lực, còn nhắn xuống nữa anh lực, nhắn xuống nữa còn. Anh kẹp cứng quá, nó không có dơ ra được. Chị nhát á chị, nghe nó e cũng sợ trong bụng đó. Không có gì chứ. Mới mà. Tụi em khuân giác cho. Còn cái công đoạn cưa này tụi em cũng rét. Dạ để em giác cho. Nặng nề bao nhiêu tụi em cũng chịu. Rồi ở sao chống chưa cho thằng Khoa chứ ấy. Cho nó giác ba chút coi sao, phơi coi. Đây, để dài. Rồi chân cái tay này ra thẳng ra đây. Đó, ok rồi. Rồi giác đi đâu chú? Đây chú nè. Ít thôi. Ừ. À. Mình đi gặp hồi chút. Đó, phơi chảy ra rồi. Mình phơi cho nó khô luôn hả chú? Ừ, cũng nóng lắm là không được rồi. Đi cũng gọn á. À. Thấy không? Từ từ cũng phải bước cái nghề chỗ lông gà này mình đi. Chiều nay hai mình làm hết đống này anh ha? Được không em? Em không biết nữa. Làm hết cái đống đó rồi mới cái khâu khác. Càng ngày em càng thấm hai chữ mệt nhoài. Em ơi em, cái việc nào nhẹ mình nhường cho anh Khánh, là anh Khánh bệnh. Dạ. Chú Sáu, con ngồi con nghỉ mệt xíu chú Sáu. Ừ, làm như hơi chứ chị lương á, còn có 27 ngàn nữa rồi. Trời ơi, thôi về đi chú Sáu ơi. Làm. Trời ơi, gọn bân nè chú Sáu ơi. Thấy à, lực nó kia nó cái giác cái bà chút tôi nhớ là tôi đi bắn chảo đồng gà hết biết rồi. Dòm thấy hồi còn thanh niên á đi bán Trà Vinh rồi Mỹ Tho Gò Công lục tỉnh luôn hả? Sài Gòn tới ngoài đi ra tới Huế luôn. Mà xưa là võ sĩ không hả chú? Đi bán lẻ luôn. Bán lẻ mà đi xe bán hả? Trời đi đánh bộ con ơi, đánh bộ ra mày đi vậy đó. Mà đi bộ mà đi từ đây ra Huế hả? Đúng rồi, mình đi xe đoạn á, mình ra tới đó mình bỏ. À tưởng đâu đi bộ từ đây ra Huế chứ đem chôn luôn quá. Chôn luôn á, đi vô đó dò cảnh sưng chân. Là bây giờ cái đó hơi cục rồi, tháo gà quấn lại. À, bị sát quá, tháo gà quấn lại, quấn lại cho cái cây nó vừa như vậy nè. Bây giờ phải quấn lại đúng không? Rồi nè, quấn lại đi.
hơi thưa thưa à, vậy đó à. Nhà Cương thầy để ý đi, quán kia nào tới đây là được. Dạ. Quán đó ra đi. À đúng rồi đó à. Đó xong bây giờ là mình cuốn hai cái lên trên này nè. À dạ. Coi lại hai. Coi nó đều không hai. Không được rồi kìa. Tháo ra. Không đều hả hai? Không đều tháo lại. Nó không đều ạ. Ờ không đều, không đều. Không đều. Ủa nó ý chang. À không. Không phải ý chang. À cái này nó tươi hơn, nó tươi dạ, nó dạ. Nhiều quấn hơn nó dạ ăn chút gì nè. Dạ, đây vâng. chỉ cho cô quấn ra nè. Dạ. Con là bị xít quá đúng không ạ? Dạ. Có cầm gì là cô quấn nó bay nhanh hả? Dạ. Cứ nghĩ là dễ đó. Nè, mình nghĩ vậy nha. Nè, dạ. Đó, quấn gì nè, từ từ vô vậy nè, đều, đều, đều đó. Anh thấy em làm được một cái đấy nè. Kìa, ta làm được rồi thấy chưa? Hay không, giỏi không? Đúng là dâu Đồng Tháp mà. Đó, giỏi ghê chưa? Một cái chổi là người ta bán bao nhiêu tiền rồi con? Ghê ghê, có mười mấy ngàn. Tham hộ anh quá. Tặng anh cái bánh nè. Đó, thấy chưa? Ăn lấy thảo em. Ủa làm thinh vậy trời. Sao không trả lời chứ? Sợ quá. Có tình nghĩa miếng nào chứ? Thợ bà chủ bà la, bà dữ lắm. Ăn đi, ăn đi. Thôi chưa. Trời ơi, linh tiếng rồi mới ăn. Trời ơi. Làm con ăn lương mà không có giỡn được. Ừ, đúng rồi. Ngon lưng mà. Ngon, cảm ơn cô nha. Em ăn với chị miếng bánh thì cưng. Dạ em xin nha. Em tên là Thùy Anh nha. Lỡ mà có xem chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh thì là biết là em nha. Mỗi tuần chị mỗi xem luôn. Cảm ơn. Mình chia nhau. Chia ngọt sẻ bùi. Đang yên đang lành không khát nước thì cho ăn cái bánh. Giờ khát nước quá, giờ khát nước. Chị, em xin chai nước cho chị. Chị chai lột nón cho người ta thấy mặt. Thôi. Sao vậy? Thấy mặt mất không người ta kiếm chuyện á. Trời ơi sao vậy? Trời. Sáng ngời liền. Trời ơi, chảnh thì ghê trời. Bởi vậy đừng có mở nón ra con chảnh dữ lắm. Chảnh thì ghê trời. Thích thì cho à. Thích cho. Cuộc đời em là ai gì cũng cho. Quá cưng luôn, y như là tuổi 20 vậy đó. Sửa làm xui rồi nha. Năm nay 38 chưa chị? Trời ơi, 4 mấy rồi con trai. Trời, chị 42 ha, chị nhỏ em tuổi đó. Chị tuổi con gà phải không? Trời ơi, nhỏ mày 2 tuổi ha. Em tuổi con khỉ ha. Mày tuổi con chó nha. Vậy là bạn nhỏ hơn mình tới 2 tuổi nha bạn nha. Có nước cho mày uống luôn. Đúng là có mối quan hệ với mẹ muội là khác nha. Đó, đúng rồi. Kêu ba đông. Trời ơi, mẹ muội là mẹ con nè chú, mẹ nuôi con. Tao lại mày luôn. Thiệt con, hồi gặp con đi nước ngoài mới về. Hồi xưa là mẹ nuôi con lúc còn nhỏ. Xong cái gia đình bỏ lãnh con đi. Bây giờ con quay về con hồi hương. Sao chú nhìn con mắt hồ nghi vậy? Cô làm lâu năm mà con thấy cô có vẻ làm đẹp hơn con rồi đó. Đó là đúng rồi. Dạ hay nó vậy nghe hay. Anh thử ra đây quần cái này đi. Thử không? Thử đi, thử đi. Nè qua đây, qua đây. Trời ơi, thiếu thơ quá trời. Cầm cái cây này không biết sọ cho được hay không. Quá trời thiếu thơ. Đây đúng không ạ? À? Một phát được liền luôn. Được, nhưng mà sao nó méo xẻo vậy? Sao nó méo xẻo vậy? À con hiểu rồi, nó đi như thế này đúng không? À, đúng rồi, nó đi như thế này à. Rồi. Rồi đấy. Thua thằng ấy rồi. Không, từ từ để con đây đó. Từ từ tới khoai dễ nhừ đó. Con làm nó hơi lâu ấy tại vì con móng tay dài quá. Móng tay. Con đừng nói ra vậy. Tại vì con đang đi quay phim mà cái vai của con là cần cái móng tay. Thế là con mới phải kéo cái móng tay dài ra như này. Bình thường là con đàn ông lắm ạ. Bình thường là móng tay con cụt thế này này. Trời ơi kìa. Nó kêu kìa. Sao cô chung quá. Thú vị rồi.
À, là ai ngồi gần cô là cô châm hết à? Ai ngồi gần cô là cô châm hết luôn. Khoa ơi, lực ơi. Rồi chưa con? Còn nắng này hơi lên lúc nhà. Ủa rồi trừ hết tiền thợ thầy đồ này kia hả chú? Thì mình cũng tính cây đồng ăn này loại chừng ngàn ngàn rồi coi. Một cây trổ lời 1.000 hả? Ừ. Không anh, một cây lời 1.000 thì ở đây cũng nhiều con lắm đếm đi. Một cây 1.000 thì 1.000.000 cây mới được có 1.000.000 hả? Con. Ờ anh ơi, 1.000.000 cây là cây. Được 100.000.000. 10 cây 10.000. Ủa, 1.000.000 cây là được 1 tỷ không? Tuy nhiên tính toán chi cho lòi dốt ra đi trời. 1.000 cây là 1.000.000. 1.000 cây là 1.000.000. Đúng rồi. Cái vòng hoài với bông làm cái một mình ăn liền lên sao? Còn hư hao đôi chi dập. Dạ. Bởi vì mà như này lấy công làm lời. Là lấy công nhà để làm lời. Với hai đứa mình tạo điều kiện cho con cháu nó làm đó nè. Dạ. Cái chuyện làm thấy không? Nó uống vậy thấy một thằng cũng là ngày cũng 400.000. Dạ. Mấy đứa không biết làm không biết uống đó thì nó ngày 250. Như mướn ăn cho mình gửi gì đấy. Ở đây là giá gốc nha mọi người. Ai mà xem chương trình mà muốn làm decor về Chúc. Liên quan tới Trúc thì đồng hãy gà. Tới Đồng Tháp gặp Sáu Lời nè. Gặp ông Sáu Lời đó. Mình là địa chỉ của mình đây là bao nhiêu chú Sáu? Ấp Bình An. Ấp Bình An. Xã Bình Thành. Xã Bình Thành. Huyện Lấp Vò. Huyện Lấp Vò. Tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp. Ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp gặp chú Sáu Lời nha. Con hy vọng là sau cái chương trình này là những cái chủ resort mà liên quan tới Trúc này kia là sẽ tìm đến chú để mà đặt hàng chú. Bảo đảm giá sẽ rẻ hơn thị trường rất là nhiều nha mọi người. Một cây lời ngàn mình tính trừ nhân công, trừ điện, nước đồ ra rồi hả chú? Cũng chưa chắc gì trừ nữa. Cũng chưa chắc gì trừ luôn à. Lực bỏ ăn cây không? Ờ, tầm cây thôi. Đó. Thẳng tới luôn. Thẳng tới trước luôn. Ờ, thẳng tới hoài luôn. Nhẹ tay. Ờ. Uống tới hoài đi. Thẳng băng luôn nha. Hay vậy ta. Chú mẹt ơi, nó mới uống mà nó ngậy dữ ta. Thằng này ở đâu là lực phải không? Dạ, đệ tử. Đệ tử của ông Sáu Lời đó. Ngon ta. Mới chỉ sơ sơ mà làm dữ ta. Được à. Rút về lại luôn. Đó, bỏ ra ngoài luôn, bỏ ra đóng luôn. Ừ, bỏ xuống nóng nó đi. Khỏi rồi. Ông quen khói nhỏ này đi. Đúng rồi. Anh là làm cái này là bao nhiêu lâu rồi anh? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Là chỉ làm một công việc này thôi. Uống mà, chỉ có người cắt rồi mình uống. À, là mười mấy năm trời là mình chỉ uống thôi. Mình là người ở đây luôn hả anh? Ở đây luôn, kế bên, bên. Cái cây trúc này là mình bán được hết luôn hả ta? Chứ không bỏ cái gì chứ. Thẳng ha. Rồi, lấy cái khác đi. Lên chắc được 31.000, khoa được 27. Con đường nhiêu chú? 27.000. Trừ ngàn rồi nghỉ ngoài còn 26. Thôi đó thôi. Thôi chết rồi. Vậy hồi để con qua con uống. Chết cha cho nó con gieo vậy trời. Sửa lại, lật lại. Lật cái bụng lại. Ừ đó, ngay bắn lại. Đi đâu có. Xa xa ra ra để nóng nè. Bây giờ là kiểu điêu luyện không thèm nhìn luôn. Trời chảnh rồi khỏi. Rồi nè cái giò rồi. Giò anh nha cái giỏi. Thảo ra làm lại á. Này giống cây nghe quậy cũng vừa vừa thôi nên quậy quá nè thấy chỏi không nè sao con ta đẹp thế của mình sao xấu quá chờ đi rồi xem ngày thành tài của con gần tới rồi nghe cụ chờ đi đây nè giờ nè vậy thấy như mới dễ nè thấy không nè ừ. Đó. Thấy không? À, cái tay chịu ở ngoài. Ờ, nó. Cái tay cầm gì được, cầm gì thì khó lắm. Gì nè, này, chịu gì nè. Nè, nè, bây giờ nè, nó. Thấy không? Nè, chịu tay. Rồi, con biết rồi, vậy nè. Ừ, ừ. Ờ, ừ. Đó, vậy được rồi đó, rồi quấn vô nó được rồi đó. Rồi, vậy được rồi đó, được rồi đó. Rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, rồi mình đưa này lên, ờ, đưa này lên. Rồi, sắp, nè, cầm đi, cầm chắc nha. Rồi, sắn nó thêm vòng. Đó, ok rồi nè, đẹp rồi nè, sao? Ơi, đẹp rồi nè. Đó, vậy là đẹp rồi đó. Trời. Dữ. Đẹp hơn của chị Hai nữa kìa. Sao? Đẹp. Sao? Cô Út ra, chào cô Út ra. Đẹp quá trời luôn rồi đó. Đẹp ha. Chỗ tròn do à hả? Mệt rồi kìa, mệt rồi kìa, mới có hai cái chỗ mệt. Mệt nó mỏi cái tay á. Mệt chứ mỏi cái bên nữa. Ờ, ha.
Rồi giờ quấn đôi đi, quấn chỗ này đi, quấn thử chỗ này ơi. Một sợi là được gây. Cái đó hai sợi nối lại á, cho thưa anh tí, chỗ đó thưa anh tí. Rồi đun, đun cái này cho sát lên à, rồi quấn sát sát vô. Cái chỗ này là ok đó. Đây là cái công đoạn mới, cái nhỏ này làm thuê người ta làm thẳng ta đem về. Ngày này lấy tiền là 500 đồng giấy. Hai nhỏ vậy làm nhà nha anh trai. Giờ quen tay đó, nãy giờ được 37 cây rồi đó. Vậy mà đạp nó vô hoài cho nó đòn tè tè. Áp lực của con gái, không có nghề nào mà nó khỏe hết con à. Đúng rồi, ra đồng tiền không có ngày nào sung sướng hết. Dạ. Nè, bây giờ là ngồi không còn đàn ông nữa. Bà. Nó mỏi quá rồi. Nắm người ta chân cái đà, bụi ấy không, họ phổ ra. Bây giờ nè, tính tiền nè, nãy bây giờ ở đây sợ được mấy dây chổi. Sợ dây chổi thôi, con không sợ được dây nào, con sợ con khúc bà. Rồi, con gái này thì uống được nhiêu cây? Con được 2 cây, 2 cây to, với cả đem một nửa dây này. Thôi bây giờ nửa dây này, dây 10 ngàn, nửa dây chải của 5 ngàn. 2 cây bự là 20 ngàn, 5 ngàn này nữa là 25 ngàn. Đúng rồi. Rồi, con quạo với được nhiêu dây? Thôi cho mày 10 giây luôn. Rồi. 10 giây 5 ngàn. Dạ. Cây bự 10 ngàn, hai nhỏ cho mày 10 ngàn nữa là 20 ngàn. Rồi bằng 25 ngàn luôn. Trả tiền trả hai đứa 25 ngàn, 50 ngàn. Rồi 50 ngàn. Sao đưa tiền bự quá vậy? Thôi quá này là mày uống chút mãi là được nhiêu? Con không biết, ông sao? Uống chút ra nóng hay mò là gần nóng. Giờ cho con chụp tấm hình kỷ niệm với lại cô chú mọi người cái được không? Nhất trí. Hình này là con tặng chú nha, hình lấy liền. Thôi con chào cô chú nha, chúc cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, lúc nào cũng đắt hàng nha. Dài khỏe nha. Dạ con cảm ơn dạ, nhiều. Dạ vâng, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ. Sao mà kêu qua kêu cô bé nào kêu ca bản thi mà tặng cho bà con người ta đi, trời ơi. Con gọi hai bạn. Anh ơi, có người kiếm anh Lực ơi. Duy Khánh hả? Trời ơi, xong chưa vô đây à. Ca một bài chú tặng cho cái chỗ lông gà. Ai ca một bài được tặng cái chỗ lông gà đã vậy? Rồi giờ bên đây tụi em xong rồi nè, tụi em nãy giờ uống được uống được mấy cây rồi? 160-170 ngàn gì á. Wow, giàu có quá. Hỏi đủ rồi, đủ xài rồi, vô đây. Vô đây có cây chổi lông gà. Có chổi lông gà hả? Cái nè, đó nè. Tôi đoán luôn nè, cái chú mà ngồi kế anh là tên Đông đúng không? Đúng rồi. Chổi lông gà luôn. Ủa là chú Đông với lại chú Sáu là có bà con gì không? Có bà con á, bà con ruột. Chú Đông là cháu chú Sáu. Bà con ruột luôn. Vô lực ha. Dạ con chạy chổng cái hai chú Sáu. Ừ chạy vô nha, chạy vô. Rồi vô đợi. Con chạy vô chổng ngay chú Sáu ha. Thấy thiệt nè. Trời ơi thương quá à, thiệt. Hai lần được mấy chục ngàn ta. Con làm lúc 3 giờ. Vì là thằng lớn thì 40. Dạ. Nhỏ 30. Dạ con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nghe. Rẻ nghe không? Dạ. Rồi đâu hát bài đi. Chứ hát cho tôi đi rồi. Đâu có đi đâu, giờ nghe hát xong mới đi nè. Đúng không? Hát bài coi. Hát cho lông gà phải không? Hát cho lông gà coi. Ngày xưa là bác Út Trà Ôn là nổi tiếng là tình anh bán chiếu. Bây giờ là ông Sáu Lời là tình anh bán chổi lông gà nè. Gió đưa canh chúc là thanh niên bán chổi thật thà dễ thương. Lông xiên nước chảy hai vòng lấy chồng bán chổi như rồng lên mây. Rồi cái con nhỏ bán khoai lang nói sao không? Nhỏ khoai lang nói sao nè? Đội khoai lang lại nói khoai lang chấm muối ăn bùi lấy chồng bán chổi em ưng cùi sướng hơn. Vậy tụi con cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. Chúc con này khỏe. Dạ. Con chúc cho chú Sáu vạn sự như ý và nhiều sức khỏe. Ok. Con cảm ơn chú Sáu. Chúc chú Sáu thiệt là nhiều sức khỏe. Dạ, luôn bình an nha chú nha. Cũng nhiều chương trình thực tế, cũng nhiều chương trình ra đường làm rồi. Nhưng mà chương trình này rõ ràng là nó nhắc em nhiều thứ mà bữa giờ em lãng quên. Giờ mới thấy là mọi người ai cũng ngày nào cũng hết mình để đi làm. Thật sự ra em làm một cái việc giống như một cái người mà họ ngồi uống cây chút đó. Dạ. Họ làm một cái việc đó mười mấy năm, có nghĩa là họ phải yêu công việc đó khủng khiếp. Dạ. Nhưng mình ngồi mình chán nha em. Dạ đúng mình rồi, chán ngồi chút em buồn ngủ. Như anh em mình nhu cầu nhiều cái bắt đầu mình nghĩ tới chuyện là chán này chán kia chán nọ và đủ thứ đó. Khi mà mình có nhiều thứ chứ do người ta chỉ cần mưu sinh, người ta chỉ biết ở ngàn ta kiếm 200-300 ngàn là người ta đã hài lòng với cuộc sống của người ta. Tới nơi chưa ta? Làng nghề chổi lông gà qua kiển chiếu. Trời ơi cái gì vậy? Đâu vậy, đâu đi vòng vòng kiếm mày vậy nè. Dạ. Con chào chú Đông. Dạ nghề nói học nghề uống chút uống được không?
Dạ uống được. Ờ, uống được mấy cây? Uống được 20 cây mà hư 17 cây. Đâu nãy giờ anh Quy Khánh làm gì đâu, ngủ dữ vậy? Thôi mẹ, nó mệt lắm rồi. Có làm được không cô? Nãy giờ anh làm được không luôn. Cô? À, luôn đâu rồi, luôn đâu rồi. Cô chú nói muốn hát nghe một bài tặng cái chổi. Dạ rồi. Dạ. À, con cảm ơn gia đình của chú Đông rất là nhiều đã ủng hộ cho anh em tụi con làm chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh. Chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh được phát sóng vào lúc 20:35 trên kênh VTV9 thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ đón xem và ủng hộ cho chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh nha. Đi khám phá làm những công việc mà ở nơi đó là đặc trưng riêng để cho ta thấy người dân bao miền gian nan chịu khó mà chẳng buồn phiền. Thấy ai cũng bình dị chân thực khiến lòng mình mê say, thấy yêu hơn đời vì những điều ta trải qua mỗi ngày. Quyết tâm không thể dừng, ta thử thách những nghề đặc trưng để xem ai tự tin là đệ nhất mưu sinh. Ta sẽ trở về mái nhà có nắng có gió, cứ chiếc nón lá ta đi trải nghiệm mưu sinh, khám phá để thấy rõ nét bao nhiêu con người thân thương những nơi đây. Những nơi đây tình quê hương, ta sẽ nhận được món quà quý giá, ý chí cố gắng đất nước ta ơi sao thời bao la. Khám phá mới thấy rõ nét chân dung con người thiên nhiên, ẩm thực văn hóa bao miền. Đã có đôi lần thấm mệt vì gian nan, đôi chân run run nước mắt có khi rơi lòng. Hoang mang. Rồi em mới biết cảm giác mà lết đi là như thế nào đó. Và mình luôn sẽ sẵn sàng. Chào cả nhà. Ủa anh trai. À, hôm qua có giới thiệu chỉ làm cái ấu nhưng mà làm được không? Dạ. Làm được không? Có dạ được. Chủ thương tụi em lắm. À, hello anh. Ủa tính giới thiệu mai làm nữa hay gì? Không làm công việc, có công việc này nè, có công việc cạo điều. Cạo điều. À, gọi là bóc vỏ lụa đó. Bóc vỏ lụa. À. Bóc lụm ha. Nào mình tới chỗ người ta mình làm luôn. Không, mình bây giờ là ví dụ mình làm ở đây trước đi. Dạ. Ở đây tại vì có số lượng người ta cần ngày mai giao gấp. Dạ. Giờ ví dụ làm được thì lợi tới nhà người ta. Rồi ở đẳng công việc làm nói chung cũng nhiều lắm. Rồi tới đó cái mình muốn làm công việc không thích cạo điều nữa thì mình có công việc khác. À vậy giờ anh đưa em cỡ 100 kg không? 20 kg. 20 kg, 1 kg 20 ngàn hả? 1 kg là 5 ngàn 2. Chết cha, chưa ăn chưa uống gì hết vậy. Ủa cái này là mình làm được nha, tại vì giao gấp đó. Khỏi ngủ ha. Làm không kịp. À không kịp anh tính qua đây nhờ tụi em làm giùm á hả? Tại vì vợ đi về ngoại rồi. Cạo mình như thế nào không cần biết, nó trắng sạch đẹp. Ít bể. Vỏ này nè mình cũng lấy lại, nói chung là khi nào mình tịnh đủ là 20 kg trả cho người ta thôi rồi bắt đầu mình lãnh tiền. Không anh, ví dụ cạo vỏ nó phải hao đi chứ. Thì cái chuyện vỏ hao thì mình cũng căng vỏ mà đó, gì là 20 kg thì mình cạo xong xuôi mình trả lại người ta đủ 20 kg. Đây mình cầm nè, ví dụ hộp điệu gì mình cầm gì rồi mình vuốt đó, nó văng ra như nè. Đây 3 phút một hộp. Tôi nãy giờ chưa được hộp nào luôn các bạn, sáng giờ mắt lệ nhòa rồi. Thức 3 giờ sáng mà giờ ngồi tỉ mỉ nhìn này hồi chắc cắm cái đầu vô mắt vô luôn. Đây là mình nhận luôn hả anh? Thì nói chung ra là nó có 20 kg đó. Bây giờ mình nói riêng nha, 10 kg được không? Thì nói riêng ra thì 4 người thì người 5 kg. Để tụi em ăn cơm không, tụi em làm kịp không anh trai? Thì đó tùy hả. Lúc nào anh cần anh? Sáng cỡ 8 giờ 9 giờ. Trời ơi vui nha, anh bắt đầu thích chương trình này rồi. Giờ ví dụ này cạo xong rồi cái mai xong nó cái mình đi giao. Dạ. Chưa có biết địa chỉ mà đúng không? Dạ. Thì thôi để đưa cái địa chỉ. À, chị chủ là chị tên Thư. Chị Thư nhiêu tuổi anh? Thì gặp đi rồi biết. Rồi thôi nói gì vậy thôi, bây giờ anh em làm đi ha. Dạ em chào anh. Dạ. Tối rảnh qua cạo phụ em ha. Chắc đổ xăng hết giờ đóng cửa nghỉ luôn rồi. Rồi qua tối nay có phòng máy lạnh nè, tụi em bao ngủ. Từ chối luôn kìa, ông từ chối luôn đó. Thôi ăn cơm anh, ăn cơm xong đi rồi mình vô mình dọn hộp đều. Quả tới thì dồn dập. Dạ anh hai dạ. Đã lâu lắm rồi mới được quả vô đơn chí.
Rồi. Wow. Anh hấp thử đây ngon lắm. Anh nêm đấy. Ai da, bây giờ sao chứ 20 kg hộp điều này có thể làm phiền chúng ta tới 6-7 giờ sáng chứ không vừa đâu. Nhưng mà em còn muốn thông báo cho mọi người thêm một tin chấn động nữa. Tin gì? Là sau bữa cơm này em sẽ cất bước ra đi. Nếu như em nói em đi, em phải nói với lại ông đó. Em không nhận cứ. Tại nãy lúc mà mọi người nhận em không hề trả lời. Lúc đó em đang cắm cụi nấu ăn, nấu cái nồi cháo cho mọi người. Thì ra em né cái ví dụ đó, em cố tình làm tùm lum cái nồi cháo này. Không. Có hộp thì cũng có tan. Thật ra là em có lịch trước đó rồi. Sáng giờ tôi tưởng tôi đỡ sốt. Khi em nói xong tôi sốt lên lại chắc chỉ còn có hai đôi bàn tay thôi quá. Nếu mà ông anh của tôi sốt mà tôi không chăm cho ổng thì tôi còn xứng đáng làm anh em với ổng làm cái gì nữa. Con gái, nữ không phải tránh, tới lúc em thể hiện rồi đó. Em bảo là em nói có hợp thì cũng có tan. Có gặp nhau thì cũng có chia ly. Thì em nghĩ rằng là khi mà anh Hoa cũng nói là anh ấy đi thì em cũng xin thông báo. Còn bé này thật là vui. Ý sao vậy trời? Cái này tốt, công việc tốt cho mọi người mà. Đúng rồi, là tình hay anh vậy? Em sẽ càng gắn kết với nhau. Hay thì anh ra ngoài mưu sinh. Tôi với lại ông Khánh mà làm giữa một cái đèn le lét ha, giống như hai ông nghệ sĩ già hết thời luôn một điều. Và củ Hoài Lan rồi. Trời ơi. Sau tất cả những gì em làm cùng mọi người thì em nghĩ rằng là mọi người đều cảm nhận được cái tình yêu thương tôi của em. Tôi không cảm nhận gì hết. Em quậy cho một nùi, làm sao còn ăn ngon nữa. Ít nhất em mới để cho tôi ăn hết đi rồi em thông báo. Cái này là do anh Khoa nha. Anh nghĩ là mọi người ăn lửng lửng cái bụng là mọi người nghe thông tin này là đủ no. Hai anh em mình vô phòng khóc chung không? Đúng rồi, chắc vô phòng khóc. Khóc hồi ngủ quên luôn. Vì Thùy Anh sắp phải chia tay chương trình nên xin gửi đến bạn số tiền là phần thưởng của trò chơi tối qua, trị giá 453.600 đồng. Ủa sao hôm qua mọi người chơi gì nhiều tiền quá vậy? Chơi game châu bò. Sau khi nhận tiền thưởng thì Thùy Anh cũng phải thanh toán số tiền đã nợ chương trình từ tối qua đến giờ. Cụ thể như sau: hiện tại bạn đang sử dụng căn phòng giá 89.000 đồng một đêm và bạn đã ở 2 ngày một đêm, vậy chi số tiền phải trả là 178.000 đồng. Hay hay. Thằng em đi ra ngoài mà em không có phòng đâu. Tôi đã nói rồi, đem đồ. Phòng đó vẫn còn vali của bạn và không có ai sử dụng được phòng. Ủa, đó hết. Chương trình thế này mà gọi là có tình thương hả? Chúng tôi đã hưởng cái chuyện này rất lâu rồi. Biết đấy, hôm qua chọn phòng rẻ hơn. Tiếp theo là tiền xe 60.000 đồng. Bạn có thể thương lượng với người bạn đồng hành là anh Khánh để thanh toán số tiền này. À, chắc chắn là chia đôi rồi ha, tại vì tiền xe mình đi 2 người mà. Ờ, cũng được. Dạ. Sau khi cộng thêm 30.000 đồng thì số tiền bạn phải trả tổng cộng là 208.000 đồng. Thôi. Đau thật. Nhiều nha. Nè, tính tiền nữa nè. Và của anh phải trả bao nhiêu tiền vậy? Chi phí cần thanh toán của Khoa gồm có tiền xe là 60.000 đồng. Tương tự Thùy Anh, bạn có thể thương lượng với đồng đội của mình là anh Tiến Luật về hình thức phân chia. Rồi, chia đôi. Em chỉ có 50.000 mà thôi. Hả? Và 30.000 còn lại anh đã giữ của em rồi. 30.000 tiền đi chợ. Thì đó. Nếu mà anh có trái tim thì anh bù 10.000 đi chứ. Rồi anh trả cho. Đó. Đó. Để anh trả cho nha. Nếu anh Luật chấp nhận đây là tiền chung thì chi phí này sẽ tính vào cuối chặng. Ok. Thì trước khi em về em cũng sẽ chia đôi số tiền này dành cho mọi người và chúc mọi người là trong những chặng cuối cùng sẽ bán được thật là nhiều món ăn ở Sa Đéc nha. Ok em. Chia tay nhau trong tiền bạc. Đây, 200.000 em sẽ gửi cho anh. Mời em. 200.000 sẽ gửi cho anh. Tôi tặng em 100, em chặn lại tôi 1.000 đó đi. Kỷ niệm. Thôi, em giữ cái này nó ý nghĩa hơn. Kỳ Quang Yến về cũng lấy 100 kỷ niệm. Em lấy kỷ niệm lấy ví anh nhiều sâu nha. Đúng rồi. Em xin ạ. Tiền mình đi mua sinh mà. Và sau đây là số tiền nợ của bạn Juno. Hả? Trời ơi, con voi đó mới mệt đó. Thứ nhất là tiền phòng. Bạn sử dụng chung phòng với hai anh nhưng bạn đã về rồi. Nếu hai anh trả riêng phần tiền của bạn thì sẽ thanh toán tại chỗ ngay bây giờ. Còn nếu hai anh chấp nhận chia đôi thì sẽ thanh toán vào cuối chặng. Gộp vào cuối chặng thanh toán chung. Tiếp theo là quầy dừa mà bạn Juno và anh Lâm Hùng đã mang tới. Ủa, anh Lâm Hùng đâu? Mình có trả tiền nha. Cái quầy dừa nhiêu tiền? Dạ 100.000. Anh Hùng. Anh Hùng. Tiếp theo là số tiền mà anh Luật đã chứng kiến ạ.
đó chính là chiếc chén mà bạn Juno đã làm bể. Juno ơi, sao em báo quá vậy? Em ăn rồi còn đập đồ nữa vậy? Thì cái nó đúng đó, đúng là không có cãi gì nữa đó. Chiếc chén này chỉ trị giá 10.000 đồng thôi. Ngoài ra còn có chai nước mà bạn Juno đã sử dụng tại nhà máy xay sát gạo trị giá 5.000 đồng. Được. Và cuối cùng là thùng bia mà bạn Juno quyết định sẽ trả thay cho mọi người, trị giá 410.000 đồng. 410.000 thì ai trả? Juno tặng thì sao tôi trả? Ủa Juno cho có tiền trong tài khoản mà. Gọi liền đối chối. Ủa Juno chơi kỳ vậy con? Ê cưng. Dạ em nghe. Trời mày còn dạy em nghe với anh được hả Juno? Em quên. Trời ơi biết vấn đề gì luôn á. Quên mà sao có sắp đạt có vậy? Có quyền chuyển khoản cho chương trình. Em phải chuyển khoản trong chương trình chứ. Em về tới nhà rồi xong em mới nhớ. Nhưng mà giờ thùng bia hả? Thùng bia ha. Hôm qua nó uống nhiều nhất nữa. Hôm qua em uống 3 lon. 3 lon vậy là... Ủa bây giờ em tính lại luôn hả? Em tính lại lâu nha. Ủa hôm qua em rõ ràng, trời ơi em ơi. Em rõ ràng có biên tập em nói để em lo vụ đó. Giờ em nói em tính 3 lon thôi. Trời mà em về đời rồi tôi còn dướng lại. Trời em nói chuyện với người anh của em đi. Người anh em qua làm tóc cho em nè. Anh khỏe chứ anh? Nói giùm anh là kêu nó chuyển khoản cho chương trình đi. Anh không nói, anh nói không được rồi. Anh nếu mà em đã nói em mời mọi người được một thùng thì bây giờ em quay qua em tính 3 lon thì anh thấy nó không nên em ạ. Đúng rồi. Dạ ok, vậy có gì để em chuyển khoản cái phần của em. Chính xác là vậy. Là 3 lon. 3 lon á. Không, cái phần của em là thùng bia. Ok em. Ok cưng, cảm ơn cưng. Vậy nha cưng. Không muốn nói chuyện. Bọn mình lại phải đi trong cái không khí nặng nề như này hả anh? Nặng chứ, trời hai em là nặng dữ lắm rồi bây giờ. Mâm cơm trong gia đình này nó ngộ lắm em. Đúng rồi. Anh trai. Anh đây, anh trai. Anh chơi kỳ lắm luôn á. Anh đem quầy dừa vô, anh nói là của người ta tặng anh. Anh bán của tôi cho tụi tôi 20.000. Bây giờ chương trình lấy tôi 100.000 tiền quầy dừa nói là. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy đó kìa đó nè. Là sao? Chương trình mua có 70.000 thôi. Ủa sao chương trình chơi kỳ vậy chương trình? Anh Hùng ơi, cầm hai trái lẻ nữa. Trái lẻ là em mua mỗi trái 15.000. À vậy là đúng rồi, vậy là đúng 100.000 rồi đó. Trời ơi. Coi như là anh chuyển lại cho chương trình 100.000. À không, anh chuyển, ừ đúng rồi, anh chuyển 100.000 rồi đúng, hợp lý, đúng rồi. Rồi, cúp máy nha, bye bye anh Hùng nha. Nói chuyện nữa mệt lắm. Rồi đó, anh Hùng anh sẽ chuyển lại cho 100.000, mọi người thấy nhớ rõ ràng nha. Anh thấy căng không? Ghê lắm. Trong trường hợp từ đây đến cuối chặng, nếu chương trình chưa nhận được thì những khoản nợ này sẽ được tính cho hai đội trưởng nha. Không, công nhận là em phải cảm ơn đệ nhà nhất mưu sinh này thiệt. Khi mà mọi người căng như vậy để mọi thứ được minh bạch rõ ràng thì em mới thấy là em rất là trân trọng cái những cái phút giây ở gần mọi người. Và ngày hôm nay em cũng có được những bài học rất là đắt giá. Cảm ơn anh Luật, cảm ơn anh Huy Khánh. Xong cái câu này là em đứng dậy đi về đó. Khuya quá rồi hay gì? Không có, ý là tự nhiên cảm xúc em dâng trào quá. Thật sự nói em nghe là ở cuộc đời này bài học nào cũng phải bằng tiền hết. Dạ vậy thì cho em xin thu 15.000. 15.000 gì nữa? Dạ là tiền chiếc chén và chai nước ạ. Trời ơi thiệt á, em có đủ 15.000 nè. Nè giữ luôn. Thiệt tin không thể tin được. Hết chưa, ăn cơm được nữa không hay là bỏ luôn? Ăn gì nổi nữa. Mình còn gì nữa đâu. Đây là đối thủ đó hả? Đúng rồi, anh em là đối thủ đó. Em tới đây để em thách thức một nhà vô địch. Em đâu có ngại gì đâu, cho nên là anh phải nghĩ nhiều chiêu hơn nha. Giờ này là chắc anh Quy Khánh anh đang buôn bán ngoài kia. Tôi vô đây tôi kiếm đồ tôi ăn trước. Ông đi bán bánh ú cho người ta tội nghiệp đó. Ông bán xong cái ông mua cho tao một hộp bánh khòn. Ông nói trời ơi Lực ơi, anh kiếm được bánh khòn ngon lắm anh mua cho em là trời đúng rớt đúng mắt luôn hết. Cái việc nào nhẹ mình nhường cho anh Khánh là anh Khánh bệnh.
vô việc làm thì phải cho rồi công việc, chứ nữa chừng chú bỏ cuộc không được nha. Công việc nó cũng đơn giản lắm anh, nó nhẹ lắm. Trời ơi, rồi quả tới rồi cả sáu ba ơi. Trời ơi trời, thôi quan trọng nó có cắn không. Nó cắn nhưng mà nó không có độc. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy lớp? Hết hồn, hết hồn. Cuối cùng sáng giờ anh em mình đoán là sai nha. Bảo thủ chưa xuất hiện. Bảo nha. Bảo thủ chưa xuất hiện. Em không biết xuất hiện lúc nào thôi. Hello, chào chị, em chào anh. Thấy chưa? Ủa? Ủa? Sao vậy? Sao vậy mọi người?